Đây là con MacBook mới của Apple 13 inch. Nó bằng với cái size cũ và như mình nói thì thực sự đây là... Vừa rồi thì mình có chuyến đi Hà Nội một ngày và đây là toàn bộ những cái đồ mà mình mang theo gói gọn trong 7kg vừa đủ hành trang để đi lên máy bay, bao gồm cần câu, mồi câu, các cái phụ kiện câu cá, một cái đèn gấp gọn lên mọi nơi và quan trọng là cái này rất là hay là nó có cái nam châm này ạ. Đấy. GoPro để quay những cái hoạt động hành trình này, một cái nón, một cái kẹp, một bộ flycam, thẻ nhớ này. Và đầu đọc thẻ nhớ dành cho laptop hay là đọc dành cho iPhone, cái này tiện lắm nha. Và một thứ rất là quan trọng nữa, đó là cái laptop. Đấy, cái laptop thì thực ra thì đối với travel blogger thì laptop dựng phim hay laptop để mà làm việc cho travel blogger thì nó chỉ cần hai yếu tố thôi. Đó là nó phải nhỏ gọn. Nhỏ gọn. Con MacBook Pro 13 inch này nó còn nhỏ hơn cả cái nút bạc nữa em, nó rất là nhỏ, nhỏ đến nhỏ hơn nút bạc một tí, to hơn cuốn tạp chí một tí. Nếu mà bỏ vào những cái ba lô laptop 15 inch thì nó còn dư tới một đoạn như thế này anh em ạ. Cho nên chúng ta chỉ cần có những cái túi rất nhỏ, rất nhỏ. Ví dụ như là túi đeo hông này, hay thậm chí là những cái túi nhỏ như thế này. Đằng sau này, đằng trước này, bên hông này. Nói chung là về ngoại hình thì nó y hệt như các dòng MacBook Pro 13 inch trước của Apple. Sang trọng, chất liệu bằng nhôm nguyên khối, cảm giác sờ rất là đã. Trọng lượng thì chỉ có 1,4kg thôi và kích thước rất là... Lower Protected Freeline bản nhẹ. Bỏ vừa ngăn của iPad luôn. Nói chung là nếu anh em di chuyển nhiều thì một cái laptop nhẹ hơn, nhỏ hơn, gọn hơn nó sẽ tăng cái trải nghiệm. Hôm trước thì mình có làm một clip nói về cái laptop tốt nhất dành cho travel blogger và anh em nên xem clip này. Thực ra là nó là bản cũ của MacBook Pro 13 inch. Chỉ là đây là bản mới thôi. Hôm nay thì chúng ta sẽ nói về những cái điểm mới, cái điểm mà nó cập nhật lên, nó cải tiến hơn từ cái con 13 inch cũ này. Qua tất nhiên là nó sẽ thừa hưởng những cái tối ưu, những cái xịn sò rồi. Và bây giờ thì nó có những cái điểm gì mới thì... Pin rất trâu. Pin lên tới 20 tiếng anh em tưởng tượng là 20 tiếng thì... Trong một ngày làm việc của chúng ta thường chúng ta sẽ kéo dài khoảng độ 10 tiếng là cao đúng không? Nếu mà travel blogger mà làm hardcore liên tục này kia, đi xong quay xong dựng thì cũng chỉ có gì có khoảng 5 đến 8 tiếng để mà ngồi dựng phim thôi. Chứ nếu mà 20 tiếng liên tục thì chắc chắn các bạn sẽ xài được khoảng 2 đến 3 ngày mà không phải sạc pin. Nên là pin trâu là một cái điểm rất là lợi thế. Ví dụ như anh em đi vào trong một cái vùng sâu vùng xa thì rất là khó để sạc pin đi thì cái việc pin trâu nó là một cái mà nó làm cho cái công việc của chúng ta trôi chảy hơn rất là nhiều đúng không? Đi thẳng vào trong bản, trong buôn vẫn làm việc được vài ngày mà không phải cần đến cái ổ điện. Điểm cải tiến tiếp theo là sử dụng nó rất là mát, nó không có quạt tản nhiệt. Cho nên em bất ngờ là con MacBook Pro 13 inch mới này không có quạt tản nhiệt và cái tiến trình của CPU nó là tiến trình mới, có những cái bộ xử lý nó nhỏ hơn rất là nhiều so với bộ cũ, cho nên là nó tản nhiệt rất là tốt. Và nói chung là công nghệ mới tản nhiệt rất là tốt và khi mà sử dụng thì chúng ta sẽ không có nghe tiếng quạt, nó rất là êm. Và cái tay của chúng ta khi mà dùng lâu kể cả 5 tiếng đến 8 tiếng thì mình thấy là nó không hề bị nóng nha anh em. Chứ ví dụ anh em đang sử dụng các laptop bình thường thì đảm bảo anh em là cái tay để ở đây nè, sử dụng lâu thì sẽ bị ấm ấm hai cái chỗ này và dùng lâu nó sẽ khá là khó chịu ấy. Điểm hay ho tiếp theo là nó cài được những cái ứng dụng của điện thoại. Có những cái ứng dụng ví dụ như Kinemaster hay là những cái chương trình dựng phim hay là những cái ứng dụng mà điều khiển GoPro này kia chúng ta chỉ có thể dùng điện thoại điều khiển á. Thì bữa nay chúng ta có thể cài với laptop tại vì nó có một cái kho ứng dụng dành cho mobile. Cái chip ở đây là cái chip mới, chip M1 của Apple này là nó là chip M là chip mobile, là chip dành cho các thiết bị di động. Cho nên là các cái app mà cài được trên điện thoại ấy, thì hầu hết cài được trên cái con MacBook M1 này.
Nhưng mà hiện tại thì chưa có sử dụng được gọi là trơn tru và nó hỗ trợ hoàn hảo 100% ấy, nó còn chưa có nhận được wifi bluetooth này kia, nhưng mà trong thời gian sắp tới thì mình nghĩ là chắc chắn sẽ được. Và đấy là một cái điểm rất là mạnh, bởi vì nhu cầu của bản thân mình đôi khi mình sẽ cần phải view màn hình to để mà mình quay phim sản phẩm này kia, thì việc kết nối vào xong mình xem trên cái màn hình to như thế này, màn hình MacBook thì bao đẹp luôn, để mình check hình ảnh sản phẩm hay là chụp ảnh sản phẩm không dây qua những cái app. Bây giờ mình sẽ test một cái bài hiệu năng, bởi vì là thực ra thì trước đây cách đây khi mà mình nhận được con MacBook M1 này thì mình có đăng lên trên diễn đàn các cái group Mac và anh em khá là xôn xao là con Mac này nó mạnh còn hơn cả những cái bản 15 inch, 16 inch nữa. Phải lấy cái cục sạc đã. Đây là lần đầu tiên mà mình bóc siêu hộp laptop. Đầu tiên mình sẽ render một cái file 4K nha anh em. Mình sẽ render một cái file 4K và ok 1%. Đây là máy MacBook 15 inch 2018 Mac Option 32GB Core i9 của mình. Còn đây là con MacBook M1 13 inch. Còn đây là 13 inch Pro 2018 8GB. 12% rồi. 8%, 9%, 10%. Wow, có vẻ MacBook M1 lại render chậm hơn một tí xíu. Ba cái file này là cùng một dự án nha anh em. Rồi, bây giờ là 63%, M1 là 44% và cũ là 42%. Dẫn đầu vẫn là con 15 inch, anh em thấy không? Về render thì chắc chắn là con này nó sẽ hơn hẳn con M1, bởi vì là 15 inch nó sẽ có cái cạp màn hình rời và nó phân bố hiệu năng nó rất là tốt. Nên anh em nào mà dựng phim mà bảo là chuyển từ con này qua con này thì hãy suy nghĩ nha. Con 15 inch của mình render đến 97%, con M1 thì là 92% và con 13 inch cũ thì là 78%. Có nghĩa là thực ra con M1 này nó cũng bám khá là sát sao so với con 15 inch. Wow, bất ngờ vãi nhỉ. Bây giờ thử với After Effects một cái dự án motion đơn giản. Ok, 3, 2, 1. Ui, mượt vãi nhỉ. 1, 2, 3. Wow, thằng này nhanh hơn luôn này. Nhanh hơn hẳn luôn. Sao anh bắt con này em lao động công ích mà còn bắt lao động bất bại vậy? Đang test thử mà. Cái thằng này nó tới 15 giây cái nó hết chạy, nó vòng về đầu rồi. Này nó chạy tiếp. Khó hiểu vậy. Bây giờ là một cái bài test hạng nặng hơn, có 3D tracking motion và... Ok. 3, 2, 1. Em bị bấm chậm. Anh bấm cái kiểu chậm rè hơn em nữa. Nhưng mà lại nhanh hơn này. Nhanh nhất, nhanh nhì và nhanh ba. Đấy, LPND là này là xong LPND, bây giờ vẫn còn đang chữ LPND này anh em. Edit 4K thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng file này là file 4K 60 frame của XT4 và có dung lượng cao nhất đó là 400 Mbps trên giây, cao nhất của camera XT4 thôi ha. Bây giờ mình play thử để xem là edit như thế nào. Thì edit như thế nào, các bạn có một cách play rất là dễ, đó là tua nhanh hai lần, đó là tua nhanh. Đó. Thấy không? Bên này nó sẽ giật hơn. Nhìn nó vẫn chuyển động nhưng mà bên này nó mượt hơn rất là nhiều. Bây giờ mình tua nhanh thêm một lần nữa này. Đó, bạn thấy là bên này nó mượt hơn hẳn luôn. Con MacBook M1 nó mượt hơn hẳn luôn. Edit 4K MacBook M1. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ hack coi hơn một chút xíu là edit 8K. Đây là cái file RED 8K mình tải từ trên web chính hãng về. Bây giờ mình play thử, mình xem thử nha. Play. Cả hai nó cũng có triệu chứng là giật.
Play không là đã dịch rồi. Ừ, hiệu năng kinh khủng khiếp. Đối với bài test 8K thì có vẻ là nó là ngưỡng rồi, nhưng mà với 4K hay là những cái motion graphic thì các bạn có thể thấy rồi đấy. So với con 15 inch 2018 Mac Option này, i9 32GB, con này MacBook 11 chỉ có 8GB thôi. Nhưng mà hiệu năng của nó thấp hơn một chút xíu à. Chắc khoảng đâu đó mình khoảng 10%. Thì kinh khủng, kinh khủng vãi cả đái đây. Có một điểm bất tiện đó là nó chỉ có hai cổng Type-C à. Anh em sẽ thấy là bên này có hai cổng Type-C, bên này không có. Và nếu mà một cổng cắm vào nguồn điện, một cổng cắm vào ổ cứng SSD để chạy dựng phim trên ổ cứng rời á, thì nếu mà cắm thẻ nhớ thì MacBook Pro cũng là bản 13 inch, tuy nhiên nó là chip M1. Và thực sự thì theo những gì mà mình biết, những cái lý thuyết thì đây là một con máy thực sự bá đạo nhất dành cho các creator, các youtuber, các travel vlogger, những người mà quay phim mà ưa di chuyển. Nhưng mà đấy là trong lý thuyết thôi, còn thực tế thì mình phải khui hộp ra và sử dụng xem như thế nào đã. Bản này thì mình đang bị dụ mua thôi. Đây này, mấy ông này gửi máy cho mình, kêu là anh dùng thử đi, trải nghiệm thử đi. Dụ mua chứ còn gì nữa đúng không? Phê. To use British English as the main language, press the return.